Chào các bạn, rất vui được trở lại với các bạn với Nguyễn Hồng Audio Channel, kênh chuyên đánh giá các sản phẩm âm thanh hàng đầu Nhật Bản và châu Âu Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng loa buýt xe của Nhật Bản. Thì nói đến những thương hiệu loa Nhật Bản mà đi đầu về sản xuất các dòng loa buýt xe thì chúng ta không thể không nhắc đến dòng Onkyo. Là một dòng loa thường xuyên ra các dòng buýt xe rất là cao cấp và âm thanh rất là hay và ngọt ngào chi tiết. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn dòng Onkyo M55. Đây là một dòng rất là đẹp và âm thanh theo cá nhân mình đánh giá là xuất sắc trong tầm giá. Ok, đây loa này có một lưới bên ngoài và một lưới sắt để che bát bên trong nữa. Làm rất là chắc và kỹ. Lưới bên ngoài thì là Onkyo M55 2 la mã. Sau đây, hồi nãy mình nói M55, đây là M55 2 la mã. Rồi, đây là một loa có kích thước rất gọn và rất là đẹp, sang trọng. Thì thằng bãi về còn dính những lớp giấy thế này chứ không phải là trầy. Bạn có thể lau chùi ra, còn rất là đẹp. Loa có thiết kế hai đường tiếng, thùng gỗ lạng rất là đẹp, thép dôm. Đây là thép dôm. Rồi, trên loa là có ghi model Onkyo M55 2 la mã, công suất 80W, trở kháng 6 ohm, cực tần số 45-30 kHz. Đặc biệt trên loa có nút chỉnh hai relay level, đó là chỉnh red, chúng ta sẽ chỉnh cao, bình thường hoặc là thấp nhất, tắt luôn, rất là tiện cho những ai thích nghe tiếng red cao. Rồi bên này cũng vậy, đây là một đôi loa có phân biệt trái phải nên chúng ta nhìn rất là đối xứng. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục quay phía sau để các bạn nhìn thấy rõ hơn. Loa rất đẹp, hai loa góc cạnh rất là đẹp. Mấy miếng giấy này dính, chúng ta có thể lấy xăng thơm để lau. Ok, đây là vẫn mấy miếng giấy nha các bạn, chứ không phải là bị trầy. Rồi, phía sau thì trạm là làm rất là đẹp. Trạm vặn giống như các dòng Onkyo D77X. Phía sau thì cũng có model loa, thông số kỹ thuật giống như phía trước. Đặc biệt phía sau có ghi độ nhạy. Độ nhạy của loa là 91 dB. Với độ nhạy này cũng rất là dễ chơi, trọng lượng loa là 7 kg một loa. Thì một cặp là 14 kg. Loa được làm tại Nhật Bản, công ty Onkyo Corporation. Ok, rồi. Đây là loa bên này. Bên này cũng vậy. Rồi, đây là số series loa. Đặc biệt hai số series này trùng nhau luôn. Rất hiếm để tìm được một cặp loa trùng hết series mà còn đẹp như vậy. Rồi, mình sẽ đánh giá chút về chất âm của đôi loa này, rồi sau đó mình sẽ test cho các bạn nghe. Thì đây là một dòng loa buýt xe nên trước tiên nó phải đáp ứng được sự gọn. Rồi sau đó là đến chất âm. Thì với thiết kế này thì chúng ta có thể để trong những trên giá sách, trên những kệ tivi hoặc là trên những bàn làm việc cũng đều rất là tốt. Về chất âm, đôi loa có thiết kế nhỏ nhưng mà âm bass rất là ấn tượng, rất mạnh mẽ, uy lực, bass tròn trịa, nghe lâu không có bị mệt. Treble dom cho âm chi tiết ngọt ngào, đặc biệt có nút chỉnh, chúng ta có thể chỉnh các tần số theo ý muốn. Nếu chúng ta thích nghe những loại nhạc thiên về chi tiết thì chúng ta thể chỉnh treble lên một tí. Ok, rồi mình sẽ test cho các bạn nghe một bản nhạc để chúng ta hình dung về chất âm đôi loa này. Rồi bây giờ mình sẽ test lên, đây là Pioneer A88 và đầu đĩa T04 Pioneer.
Ok. Anh, hỡi anh, ở lại Charlie. Anh, hỡi anh, xa từ vũ khí. Vâng, chính anh là ngôi sao mới. Một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đang bằng tiếng thương. Ok, mình đã hoàn thành bài test Lo Onkyo em 552 là mã. Hãy sớm gọi điện mình để có mức giá bất ngờ về sản phẩm. Đôi loa có mức giá rất rẻ mà âm thanh lại tuyệt vời như thế này thì đó là một sự lựa chọn rất là lý tưởng trong những căn phòng nhỏ hoặc là để trang trí. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Nhớ bấm nút like và đăng ký để ủng hộ. Mình sẽ sớm ra những clip mới nhất.